Thưa quý vị, đất nước đã chính thức bước sang năm mới Quý Mão 2023. Trong đêm giao thừa, thời tiết trên khắp cả nước đều rất thuận lợi. Người dân đã được chiêm ngưỡng những màn bắn pháo hoa mãn nhãn, cùng nhau hân hoan, phấn khởi, cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến trong năm mới. Mời quý vị cùng đến với không khí đón giao thừa trên khắp cả nước. Tại Long An, đông đảo người dân đã đổ về công viên thành phố Tân An để thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt đón chào giao thừa với chủ đề Mừng Đảng Quang Vinh, Mừng Xuân Quý Mão 2023. Đến dự chương trình có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Hải, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Đình Cán, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Tấn Hòa và các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh. Người dân tỉnh Long An đã có một đêm không ngủ khi mọi người hòa cùng không khí rộn ràng tưng bừng của đêm giao thừa với các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng năm mới, đặc biệt là màn bắn pháo hoa rực rỡ vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Chương trình do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Long An phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Long An tổ chức với các tiết mục ca nhạc, ca cổ đặc sắc hấp dẫn được đầu tư hoành tráng công phu do các nghệ sĩ Long An và Thành phố Hồ Chí Minh biểu diễn kéo dài đến thời khắc thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ sang năm mới. Qua đó nhằm tạo không khí sôi nổi, vui tươi chào mừng năm mới 2023, khích lệ người dân tích cực tham gia lao động sản xuất, hoạt động sáng tạo. Năm nào tôi cũng ở dưới quê lên đừng đón giao thừa, thấy rất là vui. Đại Long An tổ chức và làm cho người dân rất là vui trong một năm mà cực nhọc á, tổ chức chương trình văn nghệ bắn pháo hoa là tạo không khí phấn khởi cho mình, cho người dân có một cái động lực, có cái niềm vui đựng năm mới làm phấn khởi hơn. Ngay sau chương trình biểu diễn nghệ thuật, khi kim đồng hồ chuyển sang giây phút đầu tiên của năm mới, pháo hoa vụt sáng trên bầu trời thành phố Tân An. Dòng người nối tiếp nhau, chật kín các ngã đường xung quanh sân vận động để thưởng ngoạn vẻ đẹp lung linh ngời sáng của pháo hoa ở khoảng cách gần nhất trong niềm hân hoan phấn khởi. Nhà của mình thì có nhiều tổ chức hoạt động văn nghệ cũng như thể thao thể dục để cho mình còn ngày càng tinh thần của bà con đón Tết thì nó được phấn khởi vui tươi hơn. Thì sang năm mới thì các bà con cũng có tinh thần làm việc vui vẻ hòa đồng, coi như là có tinh thần làm việc nhiều hơn. Đặc biệt là đêm giờ nhất là trong đêm nay đó là màn bắn pháo hoa mà rực rỡ nhất trong cái khoảnh khắc đó, thì bà con mình cầu cho thì mưa thuận gió hòa, làm ăn dễ phát tài phát đạt, an khang thịnh vượng. Màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời đã báo hiệu một mùa xuân mới đã bắt đầu với nhiều kỳ vọng cho một năm mới bình an và hạnh phúc. Tại Hà Nội, rất đông người dân thủ đô đã đổ về các điểm bắn pháo hoa để cùng du xuân, cảm nhận không khí thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Nếu như Tết Nguyên Đán các năm 2021-2022, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Hà Nội chỉ bắn pháo hoa tại một điểm, tại đảo Dừa Công viên Thống Nhất, thì Tết Quý Mão 2023, Hà Nội bắn pháo hoa đón giao thừa tại 31 điểm, gồm 4 điểm pháo hoa tầm cao Hỏa Thuật, 3 điểm pháo hoa tầm cao tầm thấp và 24 điểm tầm thấp. Trong giây phút chuyển giao năm mới, người dân thủ đô hân hoan, nô nức chào đón phút thiêng liêng giao thừa để bước vào một năm mới tràn đầy năng lượng tích cực với nhiều hy vọng, may mắn, thành công hơn năm cũ. Còn tại Đà Nẵng, thời điểm đêm giao thừa cũng rất thuận lợi, se lạnh, không mưa, rất thích hợp cho người dân xuống phố du xuân. Năm nay, thành phố tổ chức bắn pháo hoa ở 3 điểm là cầu Nguyễn Văn Trỗi, trung tâm hành chính huyện Hòa Vang và trung tâm hành chính quận Liên Chiểu. Trong năm 2022, thành phố đáng sống của cả nước đã vươn mình phục hồi mạnh mẽ. Trong thời khắc giao thừa, người dân thành phố đặt niềm tin, hy vọng vào một năm phục hồi kinh tế, khẳng định những giá trị văn hóa, môi trường bền vững để thu hút đầu tư. Tại thành phố Hồ Chí Minh, đêm giao thừa có một điểm bắn pháo hoa tầm cao và 5 điểm tầm thấp với số lượng 1.500 quả pháo tầm cao, 40 dàn pháo hoa tầm thấp. Rất đông người dân đã tới những điểm bắn pháo hoa và biểu diễn văn hóa nghệ thuật của thành phố. Với thành phố Hồ Chí Minh, năm 2022 vừa qua là một năm đầy ấn tượng với sự phục hồi mạnh mẽ và tăng trưởng ổn định trở lại sau thời gian dịch bệnh hoành hành. Đây là tiền đề để thành phố Hồ Chí Minh bước sang một năm mới có bước phát triển tăng tốc hơn, tiếp tục xây dựng thành phố văn minh hiện đại, nghĩa tình và người dân có chất lượng cuộc sống tốt hơn. Trong thời khắc giao thừa của thiên nhiên trời đất, tại Cà Mau, địa phương cực Nam Tổ quốc trở nên lung linh không chỉ bởi những ánh đèn hoa rực rỡ sắc màu, hoa cùng tiếng trống rộn ràng của những đoàn lân sư rồng, mà còn là bầu không khí nhộn nhịp vui tươi của dòng người xe tấp nập du xuân. Hàng ngàn người dân từ khắp nơi trong tỉnh cũng đã tập trung về quảng trường Thanh niên, phường 5, thành phố Cà Mau để đón xem chương trình văn hóa nghệ thuật với chủ đề Cà Mau niềm tin khát vọng.
cùng nhau ngắm pháo hoa, xem những chương trình văn nghệ đặc sắc, người dân cả nước đã có một đêm đón giao thừa đầy hân hoan phấn khởi, cùng dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp để cầu mong cho một năm mới đầy niềm vui, hạnh phúc.